Dĩ và anh Long xin chào mọi người. Chào mừng quý khán giả thân mến đã quay trở lại với kênh Về Miền Tây Bắc. Và hiện tại thì mình và em Dín đang có mặt tại gia đình của cụ Ly. Cụ Ly thì 81 tuổi và đang nuôi hai cháu mồ côi là cháu Hồng và cháu Mìn. Ngày hôm nay thì có một điều vô cùng đặc biệt đối với anh em đội thợ xây đang thi công công trình của nhà cụ Ly. Và xin mời mọi người hãy đồng hành cùng Long và Dín để khám phá xem hôm nay có gì đặc biệt nhé. Xin mời mọi người. Đây các bạn ạ, rất là vui mừng khi quần áo đã về đến nơi rồi. Mỗi anh em là sẽ hai bộ quần áo và một chiếc mũ cũng như là hai đôi giày. Giày đâu nhờ cái bao tải giày à đấy, dưới này. Dín ơi, em bóc ra cho giúp các anh. Bên này là xăng các bạn ạ, xăng Long đổ vị chữ để anh em vận chuyển vật liệu. Ủng nắng luôn à? Anh thấy pháo có một đôi ủng cứng thì anh mua đôi ủng mềm này, đi mà thay nhau. Ủng thì một đôi, còn giày thì mỗi anh em hai đôi, hai màu đấy, một màu đen, một màu vàng. Áo thì một xanh một đỏ. Anh em vào thử bộ nào mặc bộ đấy chứ. Dạ. Vâng, hai đôi mỗi đôi một màu. Nó cũng cỡ cầm cầm nhau đấy, em lấy toàn 40-41 thôi. Ôi, ta tổng tổng mà. Dạ, quả tôi tổng lụt lắm, mọi người tổng tổng nóng tổng tổng. Ôi, được đấy, 42 đấy. Anh em thử hết cùng một đồng màu em xem có vừa không? Anh em thử màu xanh màu đỏ trước nào. Thử màu đỏ trước nhá. Cỡ số 6 là cỡ to, còn cỡ số 5 là cỡ bé rồi đấy. Hòa bé thì mặc cỡ số 5. Em bé nhất của em là hai đôi này nhá, thì cất tranh nhau đánh ấy. Đây vào đây. Nhìn nhau hết thôi, nó chỉ khác cái cỡ thôi. Đi cho bọn em đội thầy xây, cảm ơn chị cả nhà sức khỏe nha. Anh Tráng mặc quần này nhá. Ôi giời ơi. Quá đẹp. quần đai ấy xong là có chun hai bên đúng không? À đấy thì nó sẽ có giãn đúng không? Đấy. Cái này thì ở trên này không có đâu các bạn ạ, mình phải đặt ở xưởng may về. Ây da, trông như kiểu làm trong công ty ấy nhỉ, chuyên nghiệp đấy. Anh cứ đội cái mũ em xem nào. Có xinh gái đâu, có xinh trai đâu. Đấy, nhìn sáng sủa chưa? Được. Em bảo cố tình lấy cái màu nó sáng này để nắng nó hắt vào nó phản xạ nó không nóng. Xinh trai tí là nó phải nói thẳng nhá. Đẹp trai. Cái này. Trai là nói là đẹp trai, phải là xinh trai. Cái này đi xây về vẫn lấy thêm vợ nữa nhỉ? Được chưa? Nhìn đi, ôi giời này. Quá đẹp luôn đấy. Đây này, anh sang đây em cho anh nhìn vào màn ảnh này. Nhìn anh em nó là anh biết anh như nào. Đấy, anh ra đây, ra đây nhìn vào màn ảnh này. Không phải đứng ra đấy. Ôi giời. Đẹp không? Quá đẹp. Quá đẹp nhỉ? Ừ, mới đẹp đấy. Cái mũ hô rồi. Còn em Nam nữa các bạn ạ, em Nam thì đi chở vật liệu bằng ô tô, chở dưới sông. Còn Hải thì hôm nay nghỉ, có công việc của đám các bạn, toàn thể anh em đội thợ xây này cùng họ liên quan nữa nên là công trình sẽ tạm gác lại.
để cho anh em lo cái đám hiếu cho dòng họ đã, sau đó là sẽ quay trở lại để tiến hành các bạn nhé. Em đang nằm ở cái cạp tảng tạo định. Bây giờ nan nó vẫn còn đâu vậy? Bây giờ nó chưa xin được không? Mẹ ơi, cả đều đấy, đục hết rồi. Ừ, cài thử vào xem nào. Nhìn vuông vắn đây này, quần cũng có túi này. Đấy, đút bay lại được nhỉ. À, chỗ nó thế là rất dễ, chỗ là... Đây, anh thấy được không? Nha, quá đẹp đúng không? Nhìn có cái nhìn có cái này, chỗ này là như như này, thân lực. Quần này mặc là không phải đeo thắt lưng đâu đúng không? Nó là quần chun mà. Cái hắn dưới đây ra ủy cái tử tế là để banh hết cả ấy ra thế. Sau rồi đi anh em ơi, đi về đi. Hòa mặc đẹp ấy nhở, Hòa người gọn. Ôi anh em xong chưa? Đây làm một kiểu ảnh nào, làm kiểu ảnh kỷ niệm. Còn thiếu mỗi em Nam thôi. Nam thì còn lâu mới về. Đây làm một kiểu ảnh kỷ niệm cái. Quá đẹp luôn. Đấy, anh em có thể mang về giặt rũ đi, đằng nào cũng nghỉ mấy hôm chung trình. Đây các bạn ạ. Sao thế nó? Hai bộ, một bộ xanh nữa cơ. Đấy, một bộ xanh tức là cái viền trên áo lưng các thứ là màu xanh. Hai bộ quần áo này, hai đôi giày, một chiếc mũ bảo hộ lao động. Còn đây là cái công trình các bạn ạ, anh em đã xây xong phần móng rồi mà chưa có vật liệu để xây be. Như mình cũng đã nói đấy thì buổi sáng ngày hôm nay thì em Hải báo tin là em Hải về nhà thì báo tin là ở bên dòng họ thì có ông mất. Nên là tất cả đội em thợ buổi sáng em lấy biết tin thì cũng sẽ di chuyển về để thực hiện cái đám hiếu cho dòng họ. Thì vì vậy mà công trình sẽ gác lại một vài buổi, đợi khi mà anh em lo tất cái công việc của dòng họ xong thì sẽ tiếp tục tiến hành mọi người nhé. Mọi người nhìn thấy trâu nhiều chưa? Ôi, trâu to. Đây là trâu của nhà mà hôm trước anh Long mua mật ong á. Ở trên này thì là nhiều mật ong. Mọi người muốn mua thì liên hệ cho Dím và anh Long nhé. Đấy, mọi người có muốn mua mật ong rừng á. Và mật ong mà mật ong nuôi nhưng không phải hút đường, mà mật ong nuôi mà thả ra xong là nó hút tự nhiên ở những cái hoa trên rừng á. Thì mọi người liên hệ, mình sẽ mua giúp. Hôm nay thì bởi vì là không anh em đội thợ xây thì vừa đã di chuyển về để thực hiện đám hiếu rồi, nên là mình với anh em Dín sẽ đi vòng quanh cái bản làng nơi gia đình của cụ Ly, cháu Hồng và cháu Mìn sinh sống để có thể trải nghiệm một chút cái không khí ở dưới đây. Hôm nay thì vẫn đang mưa hơi nhỏ nhỏ các bạn ạ, nên là cái tiếng ve không còn nhiều. Mọi người nghe thấy âm thanh ngày hôm nay đã ổn hơn rất là nhiều đúng không ạ? Mọi khi là bởi vì là làm long đoàn là tầm trong những cái bản làng mà nó gắn liền với những rừng núi ấy, nên là ve nhiều lắm các bạn ạ, không khí trên này trong lành nữa, nên là cái số lượng ve nó sinh sống rất là nhiều, kêu inh ỏi tai luôn. Cái video không được chất lượng lắm mặc dù đã dùng hết những cái biện pháp để giảm tạp âm rồi. Các bạn nhìn thấy không, ở cả một cái thung lũng toàn là ngô hết các bạn ạ. Đối với đồng bào người Mông ở đây thì đa phần là trồng ngô để canh tác rồi đúng không em? Dạ vâng đúng rồi ạ. Ngô này thì được trồng từ tháng mấy đến tháng mấy thì thu hoạch? Khoảng tầm từ tháng 2, tháng 3, còn thu hoạch là từ tháng 8 thu hoạch ạ. Những cái cơn mưa đầu mùa, có lẽ là tháng 2, tháng 3 thì những cơn mưa đầu mùa rơi xuống thì cái đất này mới tơi các bạn ạ, thì mới có thể canh tác được. Và trên này thì các bạn cũng biết rồi đấy, có cái câu mệnh danh là nắng Lào Cai, mưa dai Yên Bái. Trên này thì nắng nhiều lắm các bạn ạ, ít mưa. Chính vì vậy các bà con là phải tranh thủ những cái thời gian nào mà có những cái hạt mưa đầu mùa rơi xuống là phải tranh thủ trồng luôn. Trồng sau đó là tận dụng hết những cái quỹ đất mà có lại, trồng xen vào những cái tảng đá hốc này nữa. Như các bạn có thể thấy này. Đấy, rất là nhiều đá ở khu vực này. Ở đây anh thấy không trồng xen kẽ nhiều kiểu bí với cả dưa như ở trên em nhỉ? Vâng ạ.
Hình như ở đây là mọi người không làm cỏ, chỉ không thuốc thế sao? Đi đâu đây, đi chợ à? Dạ. Chị Pâu. Đúng rồi. À đúng rồi à. Đây các bạn nhìn thấy là những cái căn nhà ở đây thì có một số căn nhà xây các bạn ạ. Thì đó là những cái nhà mà chủ yếu là đi lao động ở bên Trung Quốc đúng không gì? Thì người ta có kinh tế, có kinh tế thì sẽ về xây dựng một căn nhà, nhưng mà hầu như bên trong này cũng không có đồ dùng gì cả. Bên trong trống dốc hết à. Khi mà đi Trung Quốc khoảng 2-3 năm gom được khoảng 200-300 triệu về là xây một cái căn nhà. Xong là bắt lại tiếp tục quay về cái công việc mà lương rẫy này thôi. Còn lại xung quanh bản làng có những cái mái nhà như các bạn có thể nhìn thấy phía trước ấy, thì là những cái căn nhà trình tường. Đặc biệt đối với người Mông ở trên Lào Cai này thì đa phần là nhà trình tường các bạn nhé. Đối với người Mông ở Yên Bái thì là những cái căn nhà bằng gỗ, đó là nhiều. Còn đối với ở trên Hà Giang thì là những cái căn nhà được quây bằng đá. Đó là những cái đặc trưng riêng của những vùng miền khác nhau. Ở trên này thì đa phần là trình tường thôi, trình tường đất. Như mình cũng chia sẻ rất là nhiều những cái căn nhà về trình tường đất rồi. Trình tường thì được làm bằng đất có thể trộn lẫn với đá hoặc là đất không. Làm những cái đây mình sẽ vào bên trong là mình sẽ nói rõ hơn các bạn về chi tiết cái trình tường là cách làm như nào mọi người nhé. Cũng rất là nhiều các bạn là có chó. Ui, có chó à? Ui sợ lắm. Đang hướng thẳng về mình đấy. À nó vẫy đuôi kìa. Nó nhìn em đấy. Xin chào. Chậm chậm thôi mà cắn đấy. Có ai nhà không? Hỏi đi. Có một tí nhất đấy à? Không có ai trả lời. Ngoài trời nhờ, không nghe thấy em nói to lắm cơ. Cái trình tường này như này các bạn ạ, được làm bằng đất mà trộn nhuyễn lên như kiểu đất sét đấy các bạn. Có thể là bện với rơm hoặc là bện với đá xen vào, sau đó là... Chào anh nhá, em quay giới thiệu cái nhà trình tường tí. Hôm nay không đi chợ anh? Đấy, sau đó là ép thành những cái ván, cái khuôn các bạn ạ. Sau đó là lèn đất xuống, dùng những cái dụng cụ như là cây que hoặc là cuốc xẻng để mình có thể nện nền cái trình tường này chắc xuống thành tường khuôn. Đặc biệt là ở trong những cái khuôn trình tường này thì đã dựng một cái căn nhà bằng gỗ sẵn rồi các bạn ạ. Khung là khung bằng gỗ, còn trình tường là sau đó là ép ván tạo thành khuôn, sau đó là đóng đất vào là bao bọc xung quanh. Thế tại sao là người ta gọi là trình tường, là trình ở cái tường ấy. Thế các bạn, bên trong lớp bên trong là luôn luôn là bằng gỗ kìa. Đấy. Những cái cửa này cũng thế, là bà con dùng những cái thanh gỗ rất là dày này để làm cho gần như thay cho cái rằng ấy, để có thể đỡ đất được. Hoặc những nhà nào cẩn thận hơn thì có thể len cả những cái cây que ở bên trong cái rằng bên cái tường nữa, để làm cái rằng tường để tạo sự kết nối. Dùng một thời gian thì qua năm tháng thì cái tường càng ngày nó càng khô hơn, nó co lại thì nó sẽ tạo nên những cái vết nứt rất là lớn như này. Đó. Gia đình nào mà mưa bão mà ở cái thế nó đất nó làm cái móng nó không bằng ấy thì rất là dễ nứt và đổ. Còn lại nếu mà gia đình nào mà làm cái móng nó kiên cố ấy thì cái trình tường này cũng khá là chắc các bạn ạ, nó có thể tồn tại được hàng trăm năm luôn. Ôi em xin phép em đi ra ngoài luôn. Anh chị đang bận này, anh chị làm đi ạ. Vâng, cảm ơn nhé. Bà con trên này thì thân thiện lắm các bạn ạ, đến nhà nào cũng mời vào. Nhưng mà mời vào thì đa phần là lại có rượu để uống luôn, nên là sợ lắm, toàn rượu ngu thôi. Đó, phong cảnh hôm nay thì vô cùng đẹp. Tạnh mưa cái đã bắt đầu ve lại kêu rộn ràng rồi. Có cái dãy núi đẹp vô cùng này các bạn. Tí nữa mình đi xem một kia đi. Anh Long. Hả? Tí nữa mình đi xem cái núi mà anh bảo là đôi bốn hay bốn đôi gì đấy. À ừ, có. Ở đây ở trên Quản Bạ Hà Giang thì có một cái núi đôi các bạn ạ. Nhưng mà mình đi trên này thì cũng nói mình vừa tìm hiểu ra được là có quả bốn đôi luôn. Thì mình sẽ ghi hình lại cho mọi người xem nhé. Và cũng sử dụng những cái thiết bị trên cao để có thể quay cho các bạn xem toàn bộ bản làng nữa. Anh mang không? Có. Đây là gia đình ở bên trên của gia đình của cụ Ly các bạn ạ. Tất cả những phương tiện di chuyển lại thì phải di chuyển qua trước cửa hết, vận chuyển vật liệu các thứ.
Ở xóm này thì mình quan sát cũng thấy tương đối là đông người già và trẻ nhỏ các bạn ạ. Người lớn thì đi làm đường dãy hoặc là đi làm ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội rồi. Ngày trước thì làm Trung Quốc nhưng bây giờ dịch dã không làm được. Nên là làm ở những cái địa phương tại Việt Nam. Còn lại trẻ nhỏ và người già rất còn lại ở sinh sống ở bản làng rất là nhiều. Ở đây thì như Long chia sẻ đấy, có một cái nguồn nước duy nhất cho bản làng các bạn ạ. Và hầu như là trước có một cái dự án mà nhà nào, gia đình nào cũng xây một cái bể ấy. Nhưng bây giờ không có tác dụng nữa, bởi vì nước bây giờ thay nhau bơm. Cái nhà nọ bơm thì nhà kia phải nghỉ lại để có thể nguồn nước nó tiết nước ra đủ sử dụng cho cả bản làng. Đúng là ở trên này thì bất ngờ một điều là không có nguồn nước là rất là bất ngờ, bởi vì là rừng núi bao la như này, toàn rừng nguyên sinh thôi mà lại không có cái nguồn nước để có thể sinh hoạt được. Đó các bạn ạ, như trong video thì mình cũng chia sẻ thì anh em đội tự xây thì hôm nay phải di chuyển về nhà để thực hiện cái đám hiếu cho dòng họ của gia đình mình. Ngày hôm nay thì vô cùng đặc biệt, Long xin thay mặt là anh em đội tự xây xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới chị Kensei Bender Thảo Dương đã gửi những cái món quà rất là ý nghĩa để Long có thể thực hiện mua quần áo, giày dép, đồ bảo hộ lao động giúp cho 6 anh em đội thợ xây để anh em có thể an toàn hơn và đỡ nắng nôi trong cái quá trình mà thi công những công trình giúp đỡ bà con vùng cao. Và có lẽ là video của Long và Dín xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video gần nhất nhé. Xin chào. Xin chào mọi người.